Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của em. Thì hôm nay em sẽ có hai điều mà anh em thường mắc phải. Tại vì em thấy nhiều anh em gọi điện cho em và hỏi nhiều cái vấn đề là chim tại sao em lấy của khách về. Khi ở nhà người ta thì chơi rất tốt mà về nhà mình lại không thèm chơi. Có nghĩa là mất khoảng thời gian lâu thì nó mới lên. Có con thì có thể chơi ngay, có con thì không chơi ngay được. Thì điều thứ nhất là con chim nó lạ chủ và lạ nhà. Thì thường thường anh em có thể thấy đấy, bảo sao những cái con chim mà chủ cũ của nó bón được nhưng người mới không thể bón được, không bón mồi cho ăn được đó, vì là nó không quen chủ mới. Chủ mới phải tiếp xúc với nó một thời gian ngắn nhất định thì nó mới quen chủ mới được đó. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là do nguồn nước. Anh em bảo sao nhá, khi mà em bắt chim ở ở nơi xa chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn như là trong trong ra, mà nhiều anh em lại bảo là bình thường mọc thì không quan trọng, nhưng thường thường những con chim mồi hoặc là chim giàn cà phê chẳng hạn thì lại phải cần xin một cái chai nước ở trong đó, nguồn nước trong đó về để anh em pha lẫn nước ở quê mình để cho nó uống. Cái nước, nguồn nước cũng rất quan trọng, vì là cái nguồn nước ở trong đó nó đang quen nguồn nước trong đó rồi, mà về mình là nó sẽ bị có con nó sẽ bị chuyển sang đi ỉa cơ, nó không quen, nó đang quen môi trường nước trong kia đó. Cả hai điều đấy rất quan trọng. Thì cái hai điều đó nhiều anh em đã vướng mắc phải rồi đó. Thì hôm trước em cũng có nhận một con chim của ông anh, con chim mồi gửi tặng cho em ở trong miền Đông, xe miền Đông, con chim mồi. Thì đây anh em này, em đang cho tắm này, đây đang cho tắm đây. Đây này. Đó. Em phải mang nước ở trong đó gửi ra nhé. Phải lấy nước ở trong đó gửi ra. Em pha lẫn nước nước cũ cho nó uống. Đó. Rất thích tắm nhé. Con này con mồi. Vào đây anh em này. Đây là cái con ăn cắm gà đây. Đây anh em. Ăn cắm gà đây. Kể chim cho anh em xem. Đây là con mồi. Đây con ăn cắm gà em mới tập mồi nha, chưa quen. Có khả năng nó hơi sợ máy quay. Thank you.
Thế thôi. Con này đang tính đi làm mồi. Tất cả đều làm mồi hết vì là không thời gian để đi chơi dàn. Dàn thì con ý cũng không chơi được, nhìn nó đứng không được đẹp. Ok. Đây này anh em này. Khung em vẫn tiếp tục sản xuất để gửi đến anh em. Chào anh em. Hẹn em clip tiếp theo.